Đầm Vạc là hệ thống thủy vực thuộc đoạn Phình To sông Cánh khi chảy qua địa bàn thành phố Vĩnh Yên với trên 20 hồ đầm thông nhau nằm đan xen giữa các phố phường của thành phố. Theo đánh giá, khi mực nước dâng cao nhất, đầm Vạc có diện tích lên tới trên 550 hectare. Từ nhiều năm nay, hồ đầm Vạc đã gắn liền với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh vai trò cung cấp nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái, do vị trí nằm ở phía nam trung tâm thành phố nên đầm Vạc còn giữ vai trò điều hòa không khí, nhất là vào những ngày hè oi nóng. Phát huy lợi thế này, nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên đã kết hợp khai thác các tiềm năng của đầm Vạc để nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, những lợi thế và tiềm năng to lớn của đầm Vạc đang đứng trước nguy cơ bị giảm sút do những tác động chủ quan của con người. Hiện tại, chất lượng nguồn nước và diện tích một số hồ đầm trong hệ thống đầm Vạc đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm và bị thu hẹp. Các hồ như hồ Láp, hồ Đầm Chúa, hồ Đầm Vậy, hồ Đầm Rộc là những hồ bị ô nhiễm và bị xâm lấn nhiều nhất. Tại một số vị trí, người dân, doanh nghiệp đã tự ý đổ các vật liệu xây dựng phế thải, đổ đất để lấn chiếm lòng hồ, khiến diện tích hồ đầm bị thu hẹp. Cùng với đó thì hầu hết nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất trong các khu dân cư đều đang xả thải trực tiếp xuống các ao hồ. Đây là một trong những nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước của hệ thống hồ đầm Vạc. Theo kết quả quan trắc nguồn nước tại một số hồ đầm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên cho thấy, các chỉ số như pH, DO, COD, NH4, NO3 đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 đến 3 lần. Quá trình bị thu hẹp diện tích và suy giảm chất lượng nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, đời sống của người dân. Tình hình nước hồ Đầm Chúa thì nó có những cái diễn biến rất phức tạp. Hàng năm thì cứ vào vào tầm khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 hàng năm thì khi mà cái thời tiết nó nắng nóng thì mặt hồ Đầm Chúa là rêu tảo nó chết và nổi lên những cái mảng rêu tảo chết và nó gây thối ô nhiễm nghiêm trọng đối với các hộ nhân dân sống xung quanh. Năm 2015 thì cái việc rêu tảo chết gây ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đời sống của các hộ nhân dân. Và cái nội dung này thì địa phương cũng đã nắm bắt được kịp thời, thế và cũng đã có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, và Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã có cái biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm bằng các cái chế phẩm sinh học. Tuy nhiên khi mà thả các cái chế phẩm sinh học thì cũng chỉ được một thời gian, sau đó thì cái hiện tượng bốc mùi hôi thối thì lại tiếp diễn. Trước thực trạng bị xâm lấn, thu hẹp diện tích và suy giảm chất lượng nguồn nước của hệ thống hồ Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, như Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 01 về quản lý hồ Đầm Vạc. Thành ủy Vĩnh Yên cũng đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, thành phố Vĩnh Yên triển khai thực hiện xây kè kết hợp xây đường dạo cho 70% diện tích hồ đầm trên địa bàn. Quy hoạch lại toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản và thực hiện thu gom, vớt rác thường xuyên tại các hồ đầm nằm sâu trong khu vực đông dân cư, khu vực trung tâm để bảo vệ môi trường. Những giải pháp này đã bắt đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống hồ đầm nói chung, hồ Đầm Vạc nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố Vĩnh Yên. Vì thế các ngành chức năng, chính quyền địa phương và mỗi người dân thành phố Vĩnh Yên cần chung sức bảo vệ để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Đầm Vạc, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên là đô thị xanh phát triển bền vững.